Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi ở trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 62 ngày 3. Lời chứng về Chúa Giêsu. Kinh Thánh Giăng Nhất đoạn 5 câu 6 đến câu 9. Câu ghi nhớ Giăng Nhất đoạn 5 câu 7. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Giăng Nhất đoạn 5 câu 6 đến câu 9. Giăng Nhất là sách ở phía sau Kinh Thánh, trang 1193. Giăng Nhất đoạn 5 từ câu 6 đến câu 9. Ấy chính Đức Chúa Giêsu Christ đã lấy nước và huyết mà đến. Chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết, ba ấy hiệp một. Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn. Và chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về con Ngài. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong câu số 7. Câu ghi nhớ ở trong câu số 7. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Chúng ta đọc lại câu ghi nhớ đã được tô màu. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Bây giờ chúng ta làm trang bài tập ở trong phần tìm hiểu. Em hãy tô màu câu trả lời đúng. Chúa Giêsu được làm chứng từ chúng ta có 6 cái ô có chứa những cái chữ nội dung ở đây là nước, Đức Thánh Linh, thiên nhiên và vũ trụ, huyết, núi rừng và bầu trời, Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng điều gì đã làm chứng cho Chúa Giêsu? Chúng ta nhìn Kinh Thánh, chúng ta nhìn lại Kinh Thánh và chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã lấy nước và huyết. Chúng ta thấy ở đây có nước, huyết. Rồi, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. Như vậy có Đức Thánh Linh nữa, chúng ta đã tô màu rồi. Đức Thánh Linh, vì có ba làm chứng. Thứ nhất là Đức Thánh Linh, thứ hai là nước, thứ ba là huyết. Như vậy chúng ta có ba điều làm chứng về Chúa Giêsu. Thứ nhất là nước, Đức Thánh Linh và huyết. Như vậy chúng ta có ba làm chứng về Chúa Giêsu, đó là Đức Thánh Linh, nước và huyết. Nước chỉ về phép báp têm của Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu đã chịu dân báp tít làm báp têm ở dưới sông Giô-đanh. Cho nên nước tượng trưng cho báp têm của Chúa Giêsu. Rồi huyết. Huyết chỉ về việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập tự giá để thực hiện chương trình cứu chuộc loài người. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, họ đã đóng đinh vào tay của Chúa, vào chân của Chúa. Và có một tên lính đã lấy ngọn giáo nhọn đâm vào hông của Chúa và máu của Chúa, huyết của Chúa đổ ra để tha thứ tội cho chúng ta. Đức Thánh Linh làm chứng về Chúa Giêsu trong cuộc đời của Ngài. Chính Đức Chúa Trời cũng làm chứng về Chúa Giêsu là con Ngài. Như vậy chúng ta có nước, huyết và Đức Thánh Linh. Khi Chúa Giêsu Giáng sinh làm người và Chúa Giêsu bắt đầu
đi rao giảng tin lành thì Đức Thánh Linh ở cùng Chúa Giêsu. Ngay khi Chúa Giêsu chịu báp têm bằng nước, Chúa Giêsu vừa lên khỏi nước thì Đức Thánh Linh đã lấy hình chim bồ câu giáng xuống trên Chúa Giêsu, và Đức Thánh Linh ở cùng Chúa Giêsu để ban quyền năng cho Chúa Giêsu thi hành chức vụ ở trên đất. Chúa Giêsu đi giảng đạo, Chúa Giêsu chữa lành mọi bệnh tật, và Đức Thánh Linh là đấng làm chứng về Chúa Giêsu rằng Ngài chính là con của Đức Chúa Trời. Ở trong phần thực hành, từ những lời chứng về Chúa Giêsu, em thêm lòng tin cậy Chúa là con Đức Chúa Trời đến thế gian chịu chết đền tội thay cho em. Chúng ta tin chắc rằng Chúa là con của Đức Chúa Trời đến thế gian để chịu chết đền tội thay cho em. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã chịu chết trên thập tự giá để cứu chuộc mỗi chúng ta. Em biết ơn Chúa và quyết tâm nói cho bạn biết về Ngài. Chỗ này chúng ta ghi tên bạn của mình, bạn thân của mình. Bạn nào mà chưa tin Chúa, em hãy nói về Chúa cho bạn đó, để bạn đó biết rằng Chúa yêu thương bạn đó và bạn đó có cơ hội cầu nguyện tin Chúa Giêsu. Chúng ta ghi tên của bạn mình vào chỗ này nhé. Rồi chúng ta ghi ra lời cầu nguyện. Cảm tạ Chúa vì Ngài là cứu Chúa của em. Xin Chúa giúp con tin cậy Chúa là con Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp con tin cậy Chúa là con, chữ con các em viết hoa ha, nói về Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời. Chữ Đức Chúa Trời các em cũng viết hoa, đó là danh xưng của Chúa. Đến thế gian, Chúa là con Đức Chúa Trời đến thế gian, là Chúa giáng sinh đó, chịu chết đền tội cho con. Xin Chúa cho con giản dị nói về Chúa cho bạn của con. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện theo lời cầu nguyện gợi ý trên nhé. Xin Chúa giúp con tin cậy Chúa là con Đức Chúa Trời đến thế gian chịu chết đền tội cho con. Xin Chúa cho con dạn dĩ nói về Chúa cho bạn của con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả các em và giúp các em tin cậy Chúa cũng như nói về Chúa cho bạn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo nhé.